Hồng Nhung xin kính chào quý vị khán giả yêu quý của Hành Trình Tương Lai trong bản tin tổng hợp ngày hôm nay, thứ Sáu ngày 13 tháng 11. Kính chúc quý vị một ngày mới bình an, mạnh khỏe. Như thường lệ, sau đây là những tin tức mới nhất trong nước. Mời quý vị cùng theo dõi. Trước tiên là phần điểm tin chính. Lại xảy ra sạt lở núi tại Quảng Nam, hàng chục người thoát chết trong gang tấc. Điều tra vụ phụ huynh tố trẻ 15 tháng tuổi bị giáo viên đánh, dúi vào bồn cầu. Chính phủ phê duyệt dự án sân bay Long Thành. Hai bồn chứa khí ga trôi vào bờ biển Quảng Ngãi. Việt Nam góp 5 triệu USD vật tư chống viêm phổi Vũ Hán trong ASEAN. Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến tăng học phí từ cấp mầm non đến đại học. Tạm giữ một hành khách la hét có bom trên máy bay Hà Nội đi thành phố Hồ Chí Minh. Dịch tả lợn châu Phi tái phát sau lũ. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Chiều ngày hôm qua ngày 12 tháng 11, ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam cho biết, sạt lở núi lại tiếp tục xảy ngay tại khu vực đã xảy ra sạt lở, vùi lấp 4 người, trong đó có 1 người mất tích hôm 11 tháng 11. May mắn là hàng chục cán bộ chiến sĩ may mắn thoát nạn trong vụ sạt lở này. Cụ thể, vào sáng ngày 12 tháng 11, Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Trà My, Quảng Nam huy động 4 xe cơ giới và 60 cán bộ chiến sĩ dân quân trên địa bàn huyện tham gia tìm kiếm người mất tích trong vụ sạt lở núi xảy ra vào chiều ngày 11 tháng 11. Với sự nỗ lực của lực lượng cứu hộ địa phương, khoảng hơn 4.000 khối đất đá được múc đi với mong muốn nhanh chóng tìm thấy người bị nạn. Tuy nhiên, trong lúc đang tìm kiếm thì bất ngờ ngọn núi lại tiếp tục sạt lở. Hàng chục cán bộ chiến sĩ hô hoán nhau bỏ chạy nên may mắn thoát nạn. Vụ sạt lở cũng khiến chiếc xe múc bị đất đá vùi lấp một phần. Trước thực trạng trên, chính quyền huyện Bắc Trà My đã phải tạm dừng tìm kiếm người mất tích. Theo thông tin từ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hoa Lư, Ninh Bình cho biết, đơn vị này đang phối hợp với các đơn vị liên quan để làm rõ có hay không việc một giáo viên của trường mầm non Ninh Khang, huyện Hoa Lư đánh và dúi một trẻ mầm non mới 15 tháng tuổi vào bồn cầu. Người bị tố có những hành động trên là cô giáo NTBT, phụ trách lớp 2 tuổi B, trường mầm non Ninh Khang. Trước đó vào ngày 11 tháng 11, chị BTH là mẹ cháu Hát, 15 tháng tuổi, ngụ xã Ninh Khang, huyện Hoa Lư, Ninh Bình, đăng tải thông tin trên mạng xã hội Facebook cho rằng con chị là cháu Hát, 15 tháng tuổi, học lớp 2 tuổi B, bị giáo viên đánh và dúi vào bồn cầu của lớp học. Vào ngày 10 tháng 11, chị đưa con trai mình đến trường học bình thường. Đến chiều cùng ngày, khi đến đón con thì chị phát hiện trên lưng cháu có nhiều vết xước còn đỏ. Nghi ngờ con mình bị giáo viên đánh, chị Hát đã trình bày với lãnh đạo nhà trường đề nghị xem lại camera đặt trong lớp. Khi xem hình ảnh từ camera, chị Hát bất ngờ phát hiện cô T là giáo viên quản lý lớp có hành động đánh cháu Hát. Chị Hát còn cho rằng cô giáo đã dúi con chị vào bồn cầu. Hiện cơ quan chức năng đang tìm hiểu, làm rõ vụ việc. Theo báo VN Express đưa tin, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng ký quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1. Đây sẽ là cảng hàng không quốc tế quan trọng của quốc gia và là một trung tâm trung chuyển hàng không quốc tế của khu vực. Sân bay Long Thành giai đoạn 1 có một đường cất hạ cánh, một nhà ga hành khách cùng với các hạng mục phụ trợ đồng bộ với công suất 25 triệu hành khách, 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Tổng đầu tư giai đoạn 1 hơn 4,6 tỷ đô la Mỹ, hơn 109.000 tỷ đồng. Công trình dự kiến hoàn thành vào năm 2025. Các hạng mục xây dựng chính của sân bay gồm đường cất hạ cánh có chiều dài 4.000 m, chiều rộng 75 m và hệ thống đường lăn, sân đỗ, nhà ga hành khách có công suất thiết kế 25 triệu khách mỗi năm, tổng diện tích sàn là 373.000 m2. Vào sáng ngày hôm qua ngày 12 tháng 11, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi cho biết các đồn biên phòng phát hiện 3 vật thể trôi vào bờ biển huyện Bình Sơn và thị xã Đức Phổ. Tại bờ biển xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, một bồn kim loại màu xám tro dài 5 m, đường kính khoảng 2 m, bên ngoài có khung sắt bảo vệ. Một buồng tương tự trôi dạt vào xã Phổ Khánh, thị xã Đức Phổ, cách đó 90 km. Trên hai vật thể này có dòng chữ Trung Quốc, nội dung bồn chứa khí dầu mỏ hóa lỏng, khí ga, khí áp suất cao. Hình ảnh cảnh báo đi kèm cũng cho thấy đây là bồn chứa rất dễ cháy nổ. Ngoài ra, đồn biên phòng Bình Hải, huyện Bình Sơn cũng phát hiện thêm một phao sắt hình trụ cao 4 m, đường kính 2,5 m.
Trên đỉnh có gắn đèn phát tín hiệu và thiết bị định vị GPS tại vùng biển xã Bình Châu, cách chiếc bồn ở xã Bình Thuận 20 km. Hiện Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với chính quyền địa phương quản lý, trông coi đề phòng các vật thể trôi dạt và va chạm gây nguy hại cho công trình, tàu hoạt động trên biển. Tại phiên tòa thể hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế chiều ngày 12 tháng 11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc công bố Việt Nam sẽ đóng góp 100.000 USD vào Quỹ ứng phó viêm phổi Vũ Hán, cam kết đóng góp thiết bị vật tư y tế trị giá 5 triệu USD vào kho dự phòng vật tư y tế khẩn cấp khu vực. Thủ tướng đề nghị cần có cách tiếp cận tổng thể, tổng bộ về kiểm soát đại dịch viêm phổi Vũ Hán với sự tham gia của cả cộng đồng, bảo vệ cuộc sống người dân và thúc đẩy phục hồi toàn diện. Phiên họp trực tuyến có sự tham dự của lãnh đạo các nước ASEAN và Tổng thư ký ASEAN. Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus đã trình bày về tình hình dịch bệnh và ứng phó trên toàn cầu. Theo truyền thông trong nước đưa tin, hết năm 2020-2021, Nghị định số 86 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ học phí sẽ hết hiệu lực. Do vậy, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xin ý kiến góp ý dự thảo nghị định mới thay thế nghị định 86 với nhiều điểm đáng chú ý. Trong đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ quy định cụ thể về học phí với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập. Các mức thu học phí được thực hiện theo nguyên tắc chia sẻ giữa nhà nước và người học, phù hợp với điều kiện kinh tế của từng địa bàn dân cư, khả năng đóng góp thực tế của người dân và tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng. Dự thảo đề xuất khung học phí của năm học 2021-2022 tăng 7,5% một năm với bậc mầm non, phổ thông và tối thiểu 10% đối với một số khối ngành đào tạo bậc đại học. Với lộ trình này thì đến năm 2025-2026 bù đắp được 50% chi phí đào tạo. Đến năm 2030, học phí sẽ bù đắp đủ chi phí đào tạo. Theo báo Người Lao động đưa tin, vào ngày 12 tháng 11, chuyến bay BL-6011 từ Hà Nội đi thành phố Hồ Chí Minh của hãng hàng không Pacific Airlines đã phải tạm ngừng cất cánh để thực hiện quy trình kiểm tra an ninh an toàn do một nam hành khách có biểu hiện tâm lý bất thường trên chuyến bay. Cụ thể, tại sân bay Nội Bài, chuyến bay BL-6011, số hiệu liên danh VN-6011, dự định cất cánh là 11 giờ 25 phút ngày 12 tháng 11. Sau khi tất cả hành khách lên máy bay, tổ bay chuẩn bị đóng cửa để khởi hành, thì một nam hành khách có biểu hiện tâm lý bất thường, liên tục la hét và nói có bom. Ngay sau đó, tổ tiếp viên đã triển khai quy trình ứng phó, bao gồm trao đổi với cơ trưởng, tạm ngừng chuyến bay và phối hợp với lực lượng chức năng tại sân bay để xử lý sự việc trên. Nam hành khách sau đó được lực lượng chức năng đưa vào nhà ga để tiến hành thẩm vấn xử lý. Hiện cơ quan chức năng tại sân bay Nội Bài vẫn đang tiếp tục xử lý đối với nam hành khách nêu trên. Mới đây, ông Lê Văn Danh, trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, một hộ gia đình trên địa bàn vừa phải tiêu hủy lợn vì một con dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi sau lũ lụt. Hộ dân bị ảnh hưởng là ông Hoàng Kim Dũng, chú thôn 3, xã Nam Phúc Thăng, huyện Cẩm Xuyên. Vào ngày 3 tháng 11, đàn lợn 112 con của gia đình ông Dũng có một số con bị ốm, bỏ ăn đi ngoài. Gia chủ báo cáo sự việc với cán bộ thú y, lấy mẫu gửi đi xét nghiệm. Hơn một tuần sau, kết quả công bố có một mẫu dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi. Sau khi có kết quả, nhà chức trách đã tiêu hủy 67 con lợn của gia đình ông Dũng, còn 45 con đang nuôi riêng để theo dõi. Hiện tại, huyện Cẩm Xuyên đã cấp 5.000 lít hóa chất cho 23 xã, thị trấn trên địa bàn phun tiêu độc khử trùng phòng dịch. Tiếp theo đây là tin tức về Trung Quốc. Trước tiên là phần điểm tin chính. Gần 50 nước gia nhập mạng sạch Hoa Kỳ từ chối dùng 5G của Trung Quốc. Mỹ dọa tăng trừng phạt Trung Quốc vì Hồng Kông. Trung Quốc, Ấn Độ nhất trí rút quân khỏi khu vực biên giới tranh chấp. Tập đoàn Sinopharm Trung Quốc đạt nhiều tiến triển trong thử nghiệm vaccine viêm phổi Vũ Hán. Và ngay sau đây là nội dung chi tiết. Theo The Epoch Times đưa tin, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo cho biết, hiện đã có gần 50 quốc gia và 170 công ty viễn thông gia nhập sáng kiến mạng sạch do Hoa Kỳ dẫn đầu.
chính phủ Brazil cũng tuyên bố ủng hộ mạng sạch. Ông Pompeo cho rằng Brazil sẽ sớm ký vào biên bản ghi nhớ và chính thức gia nhập hạng ngũ mạng sạch. Trước sự việc trên, Đại sứ quán Trung Quốc tại Brazil, ông Dương Vạn Minh đã đăng trên Twitter các phản bác gay gắt liên quan đến phát ngôn của Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Kate Craig về hệ thống 5G của Trung Quốc khi đang có chuyến thăm tại Brazil. Người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc tại Brazil lên tiếng, kiên quyết phản đối những lời lẽ mà Bắc Kinh cho là vu khống bôi nhọ Trung Quốc và chia rẽ hợp tác bình thường giữa Trung Quốc và Brazil của Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Craig, đồng thời gọi chương trình mạng lưới sạch của Washington là mang tính kỳ thị, bài ngoại và mang tính chính trị, lạm dụng khái niệm an ninh quốc gia, thúc đẩy chiến tranh lạnh về khoa học công nghệ và bắt nạt trong lĩnh vực số. Theo hãng tin AFP, Mỹ cảnh báo áp thêm các biện pháp trừng phạt Trung Quốc vì thông qua nghị quyết cho phép chính quyền Hồng Kông bãi nhiệm nghị sĩ đối lập. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Robert O'Brien cho hay, không còn nghi ngờ gì về việc Trung Quốc vi phạm rõ ràng các cam kết quốc tế bằng hành động loại các nghị sĩ đối lập khỏi Hội đồng Lập pháp Hồng Kông gần đây. Ông nói thêm rằng Mỹ sẽ tiếp tục xác định và trừng phạt những người chịu trách nhiệm về việc dập tắt quyền tự do của Hồng Kông. Tuyên bố được đưa ra sau khi 4 nghị sĩ đối lập Hồng Kông ngày 11 tháng 11 bị bãi nhiệm theo nghị quyết mới được Quốc hội Trung Quốc thông qua. Nghị quyết này cho phép chính quyền Hồng Kông truất ghế lập tức các nghị sĩ của cơ quan lập pháp bị cho là thúc đẩy hoặc ủng hộ khái niệm độc lập Hồng Kông. Trang mạng Times of India đưa tin, Ấn Độ và Trung Quốc đã đồng ý rút quân xe tăng pháo và xe bọc thép khỏi các điểm đụng độ ở khu vực hồ Pangong Chushu thuộc phía đông Ladakh. Phương thức cụ thể và trình tự các bước cũng như quy trình kiểm tra chung cho kế hoạch rút quân hiện đang được quân đội hai bên thảo luận và hoàn thiện. Theo kế hoạch, việc rút quân có thể bắt đầu từ bờ bắc của hồ Pangong, nơi quân giải phóng nhân dân Trung Quốc PLA đã chiếm đóng và củng cố khu vực dài 8 km từ điểm tuần tra số 4 Finger 4 đến điểm tuần tra số 8 Finger 8. Kể từ đầu tháng 5, PLA sẽ rút về phía đông Finger 8, trong khi binh sĩ Ấn Độ lùi về phía tây chốt Dehasing Thapa giữa Finger 2 và Finger 3. Quá trình này sẽ diễn ra theo từng giai đoạn với 1/3 quân số mỗi bên sẽ rút lui trong mỗi giai đoạn. Giai đoạn cuối cùng, hai bên sẽ rút lui khỏi điểm Chushu mà trước đó chưa bị chiếm giữ. Theo thông tin mới nhất từ tập đoàn y dược Trung Quốc Sinopharm, việc thử nghiệm vaccine viêm phổi Vũ Hán của công ty này đã bước vào phút chót và các số liệu đang tốt hơn dự kiến, nhưng không cho biết thêm thông tin cụ thể về các dữ liệu này. Số liệu của Sinopharm cho thấy vaccine của CNBG đã thử nghiệm trên hơn 50.000 người thuộc 125 quốc tịch tại nhiều nước trên thế giới, như các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Bahrain, Ai Cập, Jordan, Morocco, Peru, Argentina. Công ty này cam kết sẽ tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình liên quan đến vaccine và không bỏ qua bất cứ một khâu nào nhằm đảm bảo có thể cung cấp loại vaccine an toàn nhất. Tiếp theo đây là tin tức trên thế giới. Trước tiên là điểm tin chính. Dữ liệu bùng nổ hơn 500.000 phiếu của ông Trump chuyển sang Biden nhờ phần mềm. Lãnh đạo BLM yêu cầu Biden trả thưởng, chúng tôi đã đầu tư rất nhiều cho cuộc bầu cử này. Chiến dịch Trump tiết lộ bằng chứng, người đã qua đời đi bầu cử ở bang Georgia. Facebook, Twitter dán nhãn bài đăng của ông Trump 25 lần trong 24 giờ. Tổng thống Donald Trump đội mưa kỷ niệm ngày cựu chiến binh, quyết tâm bảo vệ tinh thần nước Mỹ. Đảng Dân Chủ đang lục đục, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi có thể mất ghế. Dự kiến, Đảng Cộng Hòa có ít nhất 50 ghế thượng viện trong Quốc hội kỳ tới. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Một phân tích về dữ liệu bỏ phiếu thô từ cuộc bầu cử năm 2020 được thực hiện bởi người dùng Centipede tại The Donald Techwin đã tiết lộ tin tức bom tấn. Pendency Spatter giải thích cách anh ấy đã viết một kịch bản để trình bày chi tiết tất cả các trường hợp phiếu bầu bị mất hoặc bị chuyển từ Trump sang Biden. Nguồn dữ liệu của anh ấy là nguồn cấp dữ liệu kết xuất thô của New York Times, nhưng hiện đã bị xóa bởi New York Times. Phân tích của anh đã tạo lập nên danh sách được tổ chức bởi các hệ thống kiểm phiếu, các hãng kinh doanh phần mềm kiểm phiếu cho thấy một lượng lớn phiếu bầu bị dịch chuyển đổi. Cụ thể, tại các bang sử dụng hệ thống kiểm phiếu Dominion,
Số phiếu bị chuyển đổi từ Tổng thống Donald Trump sang cho ông Biden là 434.889 phiếu. Tại bang sử dụng phần mềm kiểm phiếu Premier Selection Solution, cũng thuộc sở hữu của Dominion Voting System, số phiếu bị chuyển đổi là 16.628 phiếu. Tại các bang sử dụng hệ thống và phần mềm Election, số phiếu bị chuyển đổi là 48.772 phiếu. Tại các bang sử dụng hệ thống không xác định, số phiếu bị chuyển đổi là 11.806 phiếu. Hiện luật sư Rudy Giuliani xác nhận rằng các nhân viên phần mềm Dominion đang đứng lên với tư cách là người tố cáo. Theo The Play Patrick Cooler, người đồng sáng lập trào lưu PLM, đã gửi một lá thư cho ứng cử viên Tổng thống Joe Biden và cộng sự của ông là Kamala Harris để yêu cầu phần thưởng cho việc họ ủng hộ chính quyền Biden-Harris trong cuộc chạy đua vào Tòa Bạch Ốc năm 2020. Phong trào này đã mang lại cho Biden-Harris 60 triệu phiếu bầu. Bây giờ họ hy vọng có thể đàm phán quyền lợi của mình. Bức thư do Cooler ký thay mặt mạng lưới toàn cầu của PLM. Lá thư viết: "Chúng tôi yêu cầu họp mặt với cả hai để đàm phán kỳ vọng của chúng tôi với chính quyền của các vị và những cam kết cần được thực thi với những người da đen." Phong trào BLM được thúc đẩy mạnh mẽ sau cái chết của George Floyd, người Mỹ gốc Phi, khi bị một cảnh sát da trắng ngộ sát vào ngày 25 tháng 5. Kể từ đó, BLM đã tham gia vào 91% các cuộc bạo loạn gây ra cái chết của hàng chục người Mỹ và phá hủy nhiều tài sản của các doanh nghiệp nhỏ. Trong khi đó, bà Harris bày tỏ sự ủng hộ đối với các cuộc bạo động và cho rằng chúng nên tiếp tục ngay cả sau đợt bầu cử. Theo The Epoch Times, chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald Trump mới đây đã cung cấp bằng chứng về những người đã chết nhưng lại đăng ký bỏ phiếu ở Georgia. Trong một thông báo, chiến dịch khẳng định rằng, theo hồ sơ cử tri, bà Deborah Jean Christensen ở Roswell, ngoại ô Atlanta đã bỏ phiếu trong cuộc bầu cử vừa qua. Nhưng thực ra bà này đã qua đời vào tháng 5 năm 2019. Theo như cáo phó về bà trên tạp chí Atlanta Hiến pháp, một trường hợp tương tự là ông James Blacklock ở Covington. Ông này đã qua đời năm 2006 nhưng vẫn có tên trong hồ sơ cử tri bỏ phiếu. Tương tự như vậy, ông Edward Spinoz ở Trent, Georgia được cho là đã bỏ phiếu vào tuần trước, mặc dù ông đã qua đời vào năm 2015, theo cáo phó về ông trên một tờ báo của địa phương. Chiến dịch khẳng định những nạn nhân của hành vi gian lận cử tri này xứng đáng nhận được công lý và các cử tri hợp pháp nên có thể tin tưởng rằng lá phiếu của họ không bị coi là vô nghĩa do việc bỏ phiếu bất hợp pháp. Theo Breitbart, trong 24 giờ ngày 11 tháng 1 theo giờ Mỹ, Facebook và Twitter đã dán nhãn các bài đăng của Tổng thống Trump ít nhất 25 lần vì nhiều lý do khác nhau. Trong một trường hợp, Facebook đã gắn nhãn bài đăng tuyên bố ngày cựu chiến binh của Tổng thống với ghi chú Joe Biden là người chiến thắng dự kiến trong cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ năm 2020. Facebook dường như liên tục thông báo cho những người đọc trang Facebook của Tổng thống rằng một số kênh truyền thông đã dự đoán rằng Joe Biden sẽ thắng cử Tổng thống và các thông báo này còn được gắn trên các bài đăng của Tổng thống mà thậm chí nó không liên quan đến cuộc bầu cử. Trong khi đó, Twitter đã dán nhãn 5 bài đăng của Tổng thống trong 24 giờ và trước đó đã kiểm duyệt nặng tay hơn cả Facebook. Breitbart News trước đó đã báo cáo rằng Twitter đã thêm cửa sổ xác minh tính xác thực vào một số tweet của Tổng thống, ngăn người dùng nhìn thấy chúng trên dòng thời gian của họ và vô hiệu hóa những việc hồi đáp của các tweet. Tờ SOS đưa tin, vào ngày cựu chiến binh của Hoa Kỳ, Tổng thống Trump đã đến nghĩa trang Arlington và đứng dưới trời mưa để tri ân những người lính đã hy sinh mạng sống của họ cho Hoa Kỳ và bày tỏ quyết tâm bảo vệ tinh thần nước Mỹ. Cùng tham gia buổi lễ tưởng niệm còn có đệ nhất phu nhân Melania Trump, Phó Tổng thống Mike Pence, đệ nhị phu nhân Karen Pence và Bộ trưởng Bộ cựu chiến binh Hoa Kỳ Robert Wilkie. Tổng thống Trump, Phó Tổng thống Pence và Bộ trưởng Robert Wilkie đã không cầm ô trong suốt quá trình diễn ra sự kiện. Họ cùng nhau đặt vòng hoa trước lăng mộ của những người lính vô danh và mặc niệm. Đây là sự kiện công khai chính thức đầu tiên của Tổng thống Donald Trump từ sau ngày diễn ra tổng tuyển cử. Tòa Bạch Ốc cũng đã công bố thông báo lễ kỷ niệm ngày cựu chiến binh 2020. Trong thông báo có đoạn, những người lính, phi công không quân, thủy quân lục chiến, cảnh sát biển và thủy thủ đã quên mình đặt tính mạng, hạnh phúc và sự an toàn của người khác lên trên tính mạng của họ.
chúng ta được tận hưởng hòa bình, thịnh vượng và tự do là nhờ họ. Vì vậy, lòng biết ơn của chúng tôi đối với họ là vô giá. Theo The PL, lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện, nghị sĩ Harvey McCarthy cho biết, nếu các nghị sĩ Cộng hòa có được sự ủng hộ của 10 nghị sĩ Dân chủ như lần trước, thì Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi sẽ có thể mất chức trong nhiệm kỳ Tổng thống tiếp theo. Ông McCarthy cũng ám chỉ thực tế là các đảng viên Đảng Dân chủ tại Hạ viện không hòa hợp với nhau hoặc với Pelosi. Ông McCarthy nói rằng, bà Pelosi có xích mích nội bộ vì bà ấy đã hứa với họ rằng bà ấy sẽ giành đủ số ghế, rằng họ sẽ chiếm đa số ở lần bầu cử này và lần sau. Tuy nhiên điều này đã không xảy ra cho đến thời điểm hiện tại. Và như thế, bà Pelosi phải đối mặt với nguy cơ mất phiếu từ những người cùng đảng phái. Trong trường hợp này, người thay thế bà ấy ở vị trí lãnh đạo phe Dân Chủ tại Hạ viện là nghị sĩ Hakeem Jeffries. Theo dự đoán của tổ chức Decision Desk, Thượng nghị sĩ Dan Sullivan, Đảng Cộng hòa Alaska sẽ giành chiến thắng trong cuộc đua tái đắc cử vào ghế Thượng viện. Điều đó mang lại cho Đảng Cộng hòa lợi thế với số ghế là 50-48, với cả hai ghế Thượng viện của bang Georgia đều hướng tới cuộc bầu cử quyết định chung cuộc vào tháng 1 năm 2021. Ghế thứ nhất của cuộc đua giữa hai ứng cử viên là nhà làm phim John Ossoff và Thượng nghị sĩ David Perdue, Đảng Cộng hòa Georgia. Còn cuộc đối đầu cho chiếc ghế thứ hai là giữa mục sư Raphael Warnock và Thượng nghị sĩ Kelly Loeffler, Đảng Cộng hòa Georgia. Đảng Cộng hòa hiện chỉ cần thắng ở một trong hai cuộc đua trên để duy trì kiểm soát Thượng viện trong nhiệm kỳ 2 năm liên tiếp thứ ba. Nếu Đảng Dân chủ giành được cả hai ghế ở bang Georgia, thì số ghế giữa Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ tại Thượng viện sẽ là 50-50. Tiếp theo đây là tin tức đáng chú ý trong ngày. Trước tiên là tin đáng chú ý tại Việt Nam. Bản tin ngày 12 tháng 11 của Ban Chỉ đạo Quốc gia cho biết Việt Nam có thêm một ca mắc viêm phổi Vũ Hán mới. Tổng số ca nhiễm trên cả nước hiện là 1.253 ca, trong đó có 35 ca tử vong, 124 ca đang điều trị và 1.094 ca đã hồi phục. Trong số các bệnh nhân viêm phổi Vũ Hán đang điều trị tại các cơ sở y tế, số ca âm tính lần 1 là 19 ca, số ca âm tính lần 2 là 12 ca, số ca âm tính lần 3 là 11 ca. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách ly theo dõi sức khỏe là 15.540 người, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là 217 người. Cách ly tập trung tại cơ sở khác là 14.334 người, cách ly tại nhà nơi lưu trú là 989 người. Tiếp theo là điểm tin đáng chú ý trên thế giới. Thế giới trong 24 giờ qua đã ghi nhận thêm 613.000 ca nhiễm mới và hơn 10.100 ca tử vong mới. Châu Á hiện là khu vực ghi nhận nhiều ca nhiễm viêm phổi Vũ Hán nhất với 14.709.753 trường hợp, trong đó có 260.117 ca tử vong và 13.131.377 bệnh nhân bình phục. Hiện vẫn còn 1.318.259 bệnh nhân đang còn được điều trị, trong đó có 23.818 bệnh nhân trong tình trạng nặng, nguy kịch. Châu Âu là khu vực có số ca nhiễm viêm phổi Vũ Hán cao thứ hai thế giới và đang là tâm dịch trong làn sóng thứ hai này với hơn 12,91 triệu người mắc bệnh. Trong đó có 306.504 ca tử vong. Tại châu Phi, đến nay ghi nhận 1.930.482 ca nhiễm, trong đó có 46.357 ca tử vong. Trong khi châu Đại Dương có 41.672 ca nhiễm với 993 trường hợp tử vong. Trong 24 giờ qua, ASEAN có tới 8 nước thành viên ghi nhận các ca mắc mới. Có Lào, Brunei và Timor-Leste là những nước ASEAN không có thêm ca mắc nào được ghi nhận. Tiếp theo đây là số liệu tổng hợp ca nhiễm viêm phổi Vũ Hán theo nguồn Worldometer. Tổng số ca nhiễm trên toàn thế giới đang là 52.526.715 ca. Tổng số ca tử vong đang là 1.291.105 ca. Tổng số ca hồi phục đang là 36.746.409 ca. Trump cũng là một con chiên ngoan đạo. Ông tự nhận mình là người tín Chúa, được Chúa bảo vệ và là người bảo vệ của văn hóa truyền thống. Do vậy, mới có nhiều niềm tin cho rằng Donald Trump là người được Chúa lựa chọn.
Trong phần nhân sinh cảm ngộ ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng bàn về vấn đề này. Tiếng Trung là ngôn ngữ do thần truyền cấp cho con người, nên nội hàm rất thâm sâu. Tên Trump dịch sang tiếng Trung là Thiên sứ thổi kèn, hiệu lệnh đánh dẹp ác quỷ. Trong cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ năm 2020 mấy ngày qua, tên của Tổng thống Donald Trump thực sự tràn ngập trên các tiêu đề của các phương tiện truyền thông xã hội và tin tức lớn. Trong nhóm khán giả Trung Quốc, có những người cho rằng bí quyết là bắt đầu từ cái tên. Người Trung Quốc tin rằng tên của một người sẽ đồng hành cùng họ suốt đời. Cái tên có mang theo ý nghĩa, ít thì nó có thể nói lên tính khí, tính cách của một người, lớn hơn thì có thể cho biết vận mệnh của người đó. Từ Trump khi được dịch bằng phần mềm tiếng Trung Anh có kết quả là vương bài, pháp bảo, kèn hiệu lệnh. Trump từng nói rằng ông sẽ đứng về phía Chúa và làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Trong các bài phát biểu của mình, ngữ khí của ông vô cùng sôi nổi, khiến người ta cảm thấy hào hứng. Với dịch nghĩa tên ông trên đây khiến ta lại càng cảm nhận về lời truyền tai về người được Chúa chọn. Thật sự càng thêm thú vị. Tất nhiên ở đây không phải nói Trump là thế nào, mà là về triết lý của ông, các giá trị quan mà ông ủng hộ và sự chân thành với tín ngưỡng của ông. Tại Hoa Kỳ, nhiều tín đồ Cơ Đốc giáo hoặc Thiên Chúa giáo và nhiều các nhóm tín đồ đều là những người ủng hộ Trump. Lý do ông nhận được sự ủng hộ như vậy bởi có hai câu trong Tân Ước đã viết rõ ràng về ông. Trump được nhắc đến hai lần trong các bức thư của Phao-lô, theo thứ tự là Tê-sa-lô-ni-ca chương 4 câu 16 và Cô-rinh-tô chương 15 câu 52. Tê-sa-lô-ni-ca chương 4 câu 16 chúng tôi tạm dịch như sau. Vì khi mệnh lệnh ban ra cùng với tiếng gọi của Thiên Sứ Trưởng và tiếng kèn của Đức Chúa Trời vang lên, thì chính Chúa sẽ từ trời giáng xuống. Bấy giờ những người chết trong Chúa cứu thế sẽ sống lại trước hết. Cô-rinh-tô chương 15 câu 52 viết: Trong giây phút, trong nháy mắt, lúc tiếng kèn chót, vì tiếng kèn sẽ vang lên, kẻ chết đều sống lại không hao hại và chúng ta đều sẽ biến hóa. Cuối chương trình, Hồng Nhung kính chúc quý vị thân mến của Hành Trình Tương Lai những lời chúc an lành thân thương nhất. Chúc quý vị luôn có một tinh thần và sức khỏe tốt. Trong lúc thời gian rảnh rỗi, hãy thử tìm hiểu về một môn tu luyện khí công Phật gia theo nguyên lý chân, thiện, nhẫn. Chúng tôi có đề xuất ở phần mô tả bên dưới xem sao. Cảm ơn quý vị, xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào các chương trình tiếp theo.